Sáng nay, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê tổ chức chương trình phiên chợ hàng Việt. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phiên chợ được tổ chức ngay phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Đông, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Ngoài sự đồng hành của siêu thị Cốt Mắt Đà Nẵng với các gian hàng trợ giá, còn có sự tham gia của một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường. Tại phiên chợ, ngoài việc được trợ giá trên các sản phẩm, người tiêu dùng còn được tham gia vòng quay may mắn với hóa đơn chỉ từ 200.000 đồng Phiên chợ không chỉ kết cầu mua sắm tiêu dùng tại địa phương mà còn góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại lễ khai mạc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê Đông và siêu thị Cô mắt Đà Nẵng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê Đông cũng đã trao 10 xuất quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.